Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Mời cả nhà cùng đến khu ẩm thực sinh thái Xoay Nam Bộ với gia đình mình. Cái mẫu đẹp hơn chứ làm sao ngon bằng xe cháu cậu chưa chứ của cậu nhớ lại xe đau mà chưa chứ chẳng chọn chỗ đấy đúng rồi chọn chỗ đi tắm vô nó biết quán này mà những xe 5 chiều á này máy xay thóc xay gì vậy chưa chú máy xay thóc chưa có nhớ cái nào cái này mình không nhớ nhưng mà nhà mình nhà ngày xưa nhà lúa nữa này lúa nè đồng lúa giống nhiều. Khu ẩm thực sinh thái Xoay Nam Bộ là điểm đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế giữa ao sen thơ mộng và cánh đồng lúa xanh mướt. Lúa nhưng vậy là cỏ lúa đang gieo mạ lên mạ non á em đi trên cỏ non đây họ làm như là cảnh Nam Bộ nè. Ẩm thực sinh thái Xoay Nam Bộ, cầu kênh 1 tấn, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng được nhiều người yêu thích giữa lòng thành phố hoa lệ nhờ không gian đậm chất làng quê và vô cùng bình yên. Về ngoại ô thành phố, chúng ta cũng nên ghé khu ẩm thực sinh thái Xoay Nam Bộ một lần để thưởng thức món ăn đồng quê. Ẩm thực đa dạng, phong phú, mang đậm phong vị Việt Nam, không gian rộng rãi, dân dã mang lại cảm giác ấm cúng cho thực khách.
Ở đây là quầy hàng trái cây Nam Bộ. Họ cũng treo những cái đồ dùng được làm thu nhỏ đặc trưng của người Nam Bộ. Cả nhà mình có thể thấy ở đây là những cái vật dụng hàng ngày của người dân Nam Bộ thời xưa. Đây là chiếc cúp cánh én đời 78. Ngày xưa mình nhớ là đời đầu của xe cúp. Những chiếc lò đất thời xa xưa gắn liền với đời sống. Còn đây là những đồ sành sứ rải rác, thì chúng ta cũng thấy những chú heo đất họ đặt ở khắp nơi. Ở đây cũng có luôn một cái bàn bánh bàn nữa nè. Có cả đôi gánh hàng rong. Chiếc máy may rất cổ xưa luôn. Chiếc tivi trắng đen cổ xưa mà những nhà khá giả thời đó mới có. Đây là những cái khạp đựng nước và chiếc cối đá xay. Bên đây có một chiếc xe hàng bán đồ ăn vặt.
Ở đây thì có rất nhiều cái view đẹp, nhưng mà bây giờ thì khoảng 7 giờ tối nên cũng không có thấy rõ lắm. Mình nghĩ là nếu mà muốn đi vào thời điểm mà có thể quay phim chụp hình đẹp á, là khoảng 4-5 giờ chiều. Đây là chiếc cầu dài nối ngang qua ao sen để đi tới các chòi nhỏ. Từng cái chòi nhỏ riêng biệt này thì tùy theo lượng khách, tiếp viên sẽ dẫn chúng ta tới chòi để thích hợp với lượng khách. Buổi tối ở đây tuy là không thấy rõ được mặt hồ nhưng mà những ánh đèn rất là lung linh và rất là mát luôn, hợp cho khí hậu mùa hè. Vào những ngày hạn nóng như những ngày này thì đến đây thật là tuyệt vời. Cười đi, mọi người cười đi. Có cục sạc dự phòng này. Có luôn. Kìa quẩn chín kìa. Chứa thêm mấy bà chụp đấy. Ủa má, ủa ba đây ta thấy người ba ba xấu đi. Hồi xưa lên hình rất đẹp nè, bên đây phải. Dạ. Bên đây hả? Cảm ơn em. Chào em. Vô đi, vô đi, vô. Vô, từng người vô vô. Vô vô. Vô đi, vô đi, vô đi. Cho cô đi vô. Dạ dạ cô vô. Chưa đấy mời bà chụp quá trời mẹ em chụp quá 2-3 tấm thôi chả chụp. Cái ông lái xe ông vô không vô hả? Sao ông tài xế không vô hả? Ngồi đây được rồi. Anh là rồi, nó ngon quá. Bây giờ cách ly một cột căng lắm. 38 phòng nha các bạn. 38 phòng nha các bạn. Rồi dần dần lên đây là có. Dạ rồi, với mình 38 phòng nha các bạn. Gọi đi, gọi đi. Rồi, theo đây anh cho thích món gì gọi đi. Đây em giới thiệu món cho. 350 món. Rồi em gửi những món đặc trưng của quán em giới thiệu. Ông nào chủ trì đi gọi đi, ai thích món gì cứ gọi đi. Cần sơ đi cũng được. Gỏi gà măng cụt, gỏi đó gọi món đó là đầu tiên đó. Đó là măng cụt. Rồi chấm rồi. Dạ là hai con, hai con ghi đi, ghi đi. Hai con, hai con. Dạ một con nha, một phần gỏi gà măng cụt là 590.000 một phần. Ủa dừa. Ngon lắm cái đó. Gọi con dừa mà ha. Hai gọi con dừa. Hai ba đi, hai đi rồi. Để kiếm món này không? Để kiếm dưới này cứ anh ấy được kêu chứ. Anh ấy được kêu. Anh vừa đủ 4-5 người ăn thôi. Nếu mà kêu kêu chẳng luôn các bạn hay lâu quá. Để có. Rồi. Để kiếm món khác nữa. Món gì nữa anh? Mà tôm càng xong cháy tỏi, cá thò lòi nướng mấy ớt. Cá tầm nướng mấy ớt nó bằng chua. Cá trình đi, cá trình nướng mấy ớt nó bằng chua cũng rất là ngon. Cũng ăn cá ở đây bị em đang đặt tên gì cá mà. Ô anh ơi, đừng chút xíu à. Dạ, hai con cá tạp, ba đứa hai đậu nha. Này đổ ăn được chưa cô ơi? Dạ dạ, đợi con chút. Ủa, bỏ xuống đi đi cùng đi. Đói bụng muốn chết rồi. Đợi đi. Ui, cái mày vô cãi xuống rồi mày đi đi rồi chị xử cho. Hôm nay
Trời ơi, chị đại đó. Buổi tối em luôn á, được cái tử đâu rồi. Ủa chưa mà. Cháu đánh cảm. Dạ có, để em từ từ em lấy cho cháu. Để tất bạn ơi, đúng chị Du Anh Phích. Chị Du Anh Phích. Gắp đi em cái cá đó rồi đi. Cái con bầu sáng lên mày quên đi chú nó trong chú nó rồi. Nó nói nó no rồi chị, ngon quá rồi. Nó ăn cái kia, anh gà với lại... Không, anh gà với anh đi. Quay lại với tay với chị. Nó già già cái ai về nó về trước. Bà ơi, chữ ai? Ai nói đó đi 2 tiếng đồng hồ. Biết trời ơi, con vô kia luôn. Có mẹ con nữa hả? Ba mẹ con. Ba mẹ con. Nó về cỡ. Dám chạy hai mẹ con xong rồi. Đâu có sợ đâu. Qua đó làm quà lắm. Cái chén xin cái chén, cái chén chưa? Đây, đây trên đây có chén mới nè. Chào ông với chào bà đi, mấy bà này. Nhỏ 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 chưa? Wow. Này anh đi, anh đi bình thường chơi mà cắt cắt hai. Anh đi đưa mấy múc cơm cho em đi. Đây anh đi. Hai tiếng rồi không biết. Hãy đi gắt cho nó lên cho anh. Mới lấy về hai tiếng. Xin đưa chẳng đây. Bảy triệu anh biết. Tôi đánh gì? À thằng đó con nhà Xuân. Bởi nó ở bên Hà Nội, không biết nay mai gì nó về nó gần. Đúng là bé con chén ớt luôn nè. Con ớt đâu mà. Con Hà đây, chị, con Xuân mới là út. Sao thì... Ủa, con quẹt ra, không có kêu dạ, con chơi. Dạ, chơi gì gì cho con dạ, ngồi đi. Nó nghe bị lỗm anh. Đang làm con liền. Hỏi gì? Không có liền anh có liền, ngay bây giờ luôn anh. Rồi. Ok. Đây là cảnh vườn rau. Đây là sông Thao này đầy là sông á. Ra đây cả chú tôm. Chung là cái bờ sông chú nói từ ngày hôm qua mình chạy của cầu thứ nhất, cầu thứ hai, cầu thứ ba là tới Long Trường, rồi tới đậu tới đây rồi. Tức là qua cầu nhiêu, còn nhớ được cầu nhiêu không? Không nhớ. Cầu số 1, số 2. Số 1, số 2, số 3 mới tới cầu nhiêu. Xong mình ở đây là đâu? Dạ, được trước. Ở đi chưa đã đi theo được tao lâu. Cả lắm tôi nhớ được Hầu Viên Phúc Linh đó là bà con bên bà nội. Quán bờ sông á, chỗ quán Phúc Linh á, Phúc Linh nó lâu dở lắm. Lâu mà ý là có quán bờ sông rồi. Dở lắm. Bây giờ nấu kém. Quá dở luôn. Mà là bên đó có thấp. Bây giờ nguyên cái khu công nghiệp đấy sản tại dưới đó 4 công nghiệp từ năm 2008. Hồi xưa nó trong canh luôn, vô bơi qua bên này, bơi qua bên kia. Ok. Em không có tiền. Dứt hết đâu. Em dứt hết mà em không có tiền. Không biết đá không đá luôn hết. Anh 50 à, đâu nha. Đánh sao, đánh sao. Hết luôn đi. Lớn rồi uống không nổi. Anh ơi, Thịnh ơi, đã ngồi bên đó anh bắt đi anh. Chào bà hát cho má mày không khỏe nó mày. Bên ấy là bên nào? Bên ấy là bên nào? Không phải là bên nào. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình.
Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.